Thưa bà con nông dân và các bạn, trồng dâu kết hợp nuôi tầm hiện đang mang lại thu nhập khả quan cho nhiều nông hộ trong tỉnh. Với giá kén dao động từ 165.000 đến trên 200.000 đồng một ký, bà con nông dân có thu nhập trên 10 triệu đồng, một hộp một lứa kéo dài trong vòng 15 ngày. Tuy nhiên, để có được kết quả khả quan như thế, việc đầu tư chăm sóc con tầm phải khoa học, nhất là trong những thời điểm mưa nhiều, độ ẩm trong không khí tăng cao, rất dễ làm ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của con tầm. Đến nay, diện tích trồng dâu tầm của tỉnh Lâm Đồng đạt trên 9.000 hectare, chiếm khoảng 70% diện tích dâu cả nước, sản lượng lá dâu đạt 160.000 tấn một năm. Sản lượng kén đạt khoảng 10.800 tấn một năm. Toàn tỉnh có khoảng 15.000 hộ nông dân trồng dâu nuôi tầm, tập trung tại các huyện Lâm Hà, Đức Trọng, Chi Linh, Đà Tẻ và thành phố Bảo Lộc. Nguồn lá dâu phục vụ nuôi tầm cơ bản đáp ứng nhu cầu của bà con nông dân với các bộ giống cho năng suất và chất lượng cao như S7, CB, VA201, TBL03, TBL05. Thời gian gần đây, giá kén tầm thường xuyên ở mức cao, dao động từ 160 đến 200.000 đồng một ký, càng khuyến khích nhiều nhà vườn đầu tư mạnh tay hơn cho nghề trồng dâu nuôi tầm. Tuy nhiên, tầm là loài vật nuôi rất mẫn cảm với các điều kiện sống như thức ăn, nhiệt độ, ẩm độ, ánh sáng, gió, môi trường sống. Trong những ngày mưa nhiều, độ ẩm trong không khí tăng cao như hiện nay, tại nhiều nông hộ, tầm con rất dễ bị các bệnh do vi khuẩn, virus, tầm gai, tầm vôi, v.v. Con tầm này thường thường là nó theo phụ thuộc vào theo cái thời tiết. Ví dụ thời tiết mà mưa nhiều quá là tầm hay bị chết vôi. Đấy. Mà nóng quá thì nó lại hay phát bùng. Đấy. Là hai cái vấn đề đó thì mình luôn luôn lúc nào mình phải xử lý cho nó. Chết nó cứ mềm mềm nữa thôi, là bị chết vôi. Dần dần nó khô, nó cứng như cái que củi ấy. Đấy là cái bệnh rồi, bệnh chết vôi. Mà cái bệnh chết vôi là nặng nhất, là cái chết là chết hàng loạt luôn, chết hầu như là xóa sổ. Để con tầm sinh trưởng và phát triển đảm bảo, bà con phải sử dụng nguồn giống đảm bảo. Lá dâu là thức ăn duy nhất của con tầm. Do vậy, lá dâu cho tầm cần nhiều dinh dưỡng, lá xanh đậm, nhiều nhựa, hái lá đúng tuổi, bảo quản tốt và đủ số lượng. Dâu già nhiều nước, nhiều đạm, non so với tuổi đều ảnh hưởng xấu đến tầm như là phát dục không đều, dễ nhiễm bệnh, kén mọng. Tầm là loại côn trùng có nhiệt độ cơ thể phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường. Nhiệt độ thích hợp cho sinh trưởng phát triển của con tầm là từ 25 đến 30 độ C. Sự tăng nhiệt độ trên giới hạn cho phép và sự giảm nhiệt độ quá thấp sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình sinh trưởng phát dục. Vì thế, cần đảm bảo nhiệt độ thích hợp tương đối cho tầm là biện pháp quan trọng để có lứa tầm năng suất cao. Ở Lâm Đồng, do nuôi tầm liên tục quanh năm nên mầm bệnh tồn tại nhiều ở nhà tầm, nông tầm và phòng để né. Vì thế, để nuôi tầm tốt, sau mỗi lứa tầm bà con cần vệ sinh triệt để. Hiện bên cạnh việc chuyển giao kỹ thuật cho nông dân, các cơ quan chức năng đã đẩy mạnh việc nghiên cứu nhiều giống tầm mới nhằm giúp cho bà con nông dân chủ động nguồn giống sản xuất. Điều kiện về cơ sở vật chất, cái phòng nuôi tầm cũng là một cái yếu tố quan trọng. Cái phòng nuôi tầm đó, đối với bà con mà nuôi tầm kén ươm thì quan trọng là nó phải thông thoáng, phải thoáng mát để cho cái không khí trong phòng nó được lưu thông. Đấy. Đảm bảo cái nhiệt độ thích hợp với cái tầm lớn là tầm từ khoảng là 23 cho tới 26 độ C. Đó là cái nhiệt độ nó thích hợp cho con tầm nó phát triển. Hy vọng với những khuyến cáo trên đây, bà con nông dân đã có thêm nhiều thông tin cần thiết để đầu tư nuôi tầm khoa học. Đó là cơ sở để nâng cao chất lượng kén tầm, cung ứng cho các doanh nghiệp trong tỉnh.